tình trạng ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn. Sau đợt chiều cường kỷ lục với đỉnh chiều lên tới 1,7 m vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, thành phố này lại chuẩn bị đối mặt với đợt chiều cường thứ hai trong tháng 10. Dự báo trong những ngày tới thì Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, mưa to kết hợp với chiều cường sẽ làm ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh chiều vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai và các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Từ ngày mai, mực nước đỉnh chiều cao nhất trong ngày sẽ đạt và vượt mức báo động 2. Đỉnh chiều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện trong các ngày từ 25 tháng 10 đến 27 tháng 10 vào thời điểm từ 17 đến 19 giờ. Cụ thể, tại trạm Phú An, sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè, canh Đồng Điền, trạm Thủ Dầu 1, sông Sài Gòn, trạm Mỹ Thuận, sông Tiền, trạm Cần Thơ, sông Hậu có khả năng vượt báo động 3. Tại Biên Hòa, sông Đồng Nai ở mức sấp xỉ báo động 2. Các trạm khác ở mức sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3. Trước đó, đợt chiều cường liên tiếp trong 4 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh với đỉnh chiều vượt mức lịch sử 1,7 m vào tối ngày 10 tháng 10 đã khiến cho nhiều khu vực liên tục bị ngập sâu trong nước, ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại và sinh hoạt. Người dân đã dùng mọi biện pháp để ngăn nước tràn vào nhà nhưng vẫn phải bất lực trước chiều cường dâng cao.